ký, nhật ký học tập và làm theo lời bác. Thì ở trường của em á, thì những cái phong trào việc nhỏ như của mình là tụi em quyên góp tạp sách và tiết kiệm điện nước cho nhà trường. Trong các giờ nghỉ trưa thì các bạn ở nhà xa phải nghỉ lại trường, thì các bạn thay vì 2-3 bạn ở một lớp thì các bạn sẽ dồn lại xuống còn 1-2 lớp để tiết kiệm điện cho nhà trường. Rồi vào thời điểm cuối năm này thì tụi em phát động phong trào là quyên góp sách để cùng bạn đến trường, thì các bạn sẽ đem những quyển sách giáo khoa không xài xuống và tụi em sẽ tổng hợp lại thành những bộ sách mới và trao cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn vào những năm sau hoặc là ở những nơi có hoàn cảnh khó khăn.